Mến chào tất cả quý vị các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại An Giang. Hôm nay mình quay trở lại đây để thăm về một cặp đôi đỗ lịch. Đó chính là vợ thì năm nay là U60 các bạn, mà chồng thì năm nay chưa được 40 tuổi, là hai người kém nhau gần hơn 20 tuổi. Thì cái chuyện tình này thì nó cũng khá là ly kỳ và hấp dẫn, cho nên là mình biết được, muốn ghé thăm để chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái chuyện tình của một cặp đôi như hai chị em này các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì sau khi mà sống chung với nhau được 2-3 năm á, thì người chồng đi bán bánh mì để nuôi cho một người vợ. Và người vợ thì cái chân bị hơi tật một chút xíu. Không biết là hôm nay là chồng có đi bán bánh mì hay không. Chào chị. Cái chị này có nhà không ta? Hai vợ chồng có nhà không? Đi mần á hả? Hiện tại khi mà mình tới thăm cặp đôi đỗ lịch này các bạn, thì chồng thì đi bán bánh mì, còn người vợ thì đi giống kiểu là ở gần khu vực này đó, ai người ta mướn ví dụ dọn nhà, rửa chén, giặt đồ gì đó là người vợ đi. Thì mặc dù là cuộc sống khá là khó khăn, nhưng mà mình thấy thì cái chuyện tình cảm của hai vợ chồng này thì khá là hạnh phúc các bạn. Bởi vì cả chồng đều lo cho vợ, mà vợ thì cũng lo cho chồng. Hai cặp đôi này thì cũng khá là chịu thương chịu khó, lo làm ăn. Thì hiện tại bây giờ thì mình đang nhờ người đi kêu người vợ về, còn người chồng đi bán bánh mì thì không biết là lúc nào mới về. Thì đây chính là cái căn nhà của cặp đôi này các bạn. Thì trước kia thì người phụ nữ đã có một người con, có một đời chồng và có một người con rồi các bạn. Nhưng mà do chồng thì ăn chơi cho nên là đã chia tay. Và sau khi cái người đàn ông đi bán vé số về sau này mà lấy chị này các bạn đi ngang thì cứ trêu chọc, thì lâu dần thì bắt đầu bén duyên, thì hai người mới về ở chung với nhau được 3 năm rồi. Không biết là chị đi làm mướn cái gì về, đang về đây này, mình nhờ người đi gọi. Chân bị tật các bạn, nhưng mà lấy được một người chồng cũng khá là đẹp trai. Chị đang làm gì bên đấy chị? Dẹp nhà hả? Ta cho nhiêu cho. Cho nhiêu cho hả? Dẹp đâu, đi trên đất này chị? Dẹp đâu? Mang dép không được là đi trên đất về á hả? Đi nó sần nó té hả? Đi giờ không thì nó đỡ, còn mang dép vô nó sần nó té. Rồi anh đâu rồi? Ông đi bán bánh mì rồi. Bán bánh mì hả? Chị bỏ cái nón ra đi. Cho anh ấy đi từ lúc mấy giờ? Ông đi hôm qua, ông ba ở bệnh, ông chủ bánh mì á, ông nói bị nhức hai cái giò đi không nổi, hôm qua bỏ bánh mì không bán. Giờ mới đi bán hồi sáng. Ủa là có nghĩa là anh đi từ sáng nay đúng không? Sáng nay mới đi. Nhiều bánh không? Nhiều hả? Nhưng hổm dài ổng bệnh rồi cái nghỉ hoài. Bệnh hả? Bị suy thận, người ta chỉ cái củ thuốc gì ở trên bàn bán đó. Bỏ mì suy thận hả? Suy thận đái, hôm nay ổng ốm như cơ luôn. Bữa nay ổng tỏi lắm. Rồi người ta chỉ cái củ đó, tôi kêu làm uống, ông nói không tiền hoài, nói có 200 ngàn thì mượn nhỏ mặn, mượn đỡ 200 ngàn đi mua, không chịu. Giờ đi lo đi bán không, giờ tới hai giờ nhất đi không nổi. Thương chồng lắm, sao mà nói nhắc đến bệnh chồng là rưng rưng nước mắt. Có nghĩa là anh bị bệnh nhưng mà do không có tiền để uống thuốc đúng không? Cả hai vợ chồng đều không có tiền để uống thuốc. Rồi chị đang đi làm gì đấy? Đang đi dẹp nhà ta, chưa có gọi nữa. Rồi mình làm được bao nhiêu tiền? Ta thấy tội nghiệp ta cho 50. Làm bao nhiêu lâu đến bao nhiêu lâu? Bằng hồi sáng giờ tới, tại mình đi trễ sáng mắc quét nhà dọn dẹp, bất kỳ ăn uống đi hay cho chóng mặn. Rồi mới mặn còn rửa chén với giặt đồ nữa rồi. Đang còn rửa chén với giặt đồ, là có nghĩa mình dọn nguyên ngày vậy là người ta cho mình 50 ngàn. Là khi nào xong việc thì thôi đấy đúng không? Mặn xong thì thôi. Hôm bữa chị nói chị tên gì em quên rồi. Quỳnh Sen. Sen. Chị Sen, năm nay là chị bao nhiêu nhỉ? 58. 58 là 60 ông tuổi. Ông nội nói lộn á, mình 58. Còn 58 hay bao nhiêu? Tôi thâu chồng tôi nói với ổng, tôi nói lộn, cấp tôi thâu ổng là thằng con tôi chưa biết đi nữa. Mấy năm rồi. Mà tôi nói với ổng đính quýnh tôi nói lộn. Có nghĩa là chị thôi chồng là lâu lắm rồi, chứ lâu không phải là mới rồi. Đây đúng không?
cắt thằng nhỏ chưa biết đi là. Ừ, rồi con chị đâu rồi? Nó đi mần rồi. Đi mần hả? Tối nó có về không? À, chiều nó về, chút nó về, cỡ 3 giờ nó về. 3 giờ về? Ừ. À, 3 giờ là về. Một ngày nữa nó làm được nhiêu tiền? Có 120 à. Có 120 thôi hả? Nhưng mà mần đều thì còn đủ ăn, còn mần nghỉ lò hoài đó. Ừ. Mới bữa đó nghỉ lò đâu 2 ngày, mới vô mần ngày nay được có 2 ngày. Ừ, rồi anh là đi bán bánh mì mấy giờ về? Ổng nhiều khi tối tấu mới về, ổng bán hai cử là tới 10 giờ mới về đó. Ừ. Rồi một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? Sáng thì lời có 100 mấy thì vô nút biển chích thuốc hết trơn. Là ngày nào cũng vậy hả? Ngày nào? Nhỏ em coi, ngày nào cũng vậy, như ổng mệt mệt luôn, dũng tay chân là vô nút biển điện ta lên. À đây là người ta vừa cho chị 50 ngàn đấy hả? Được có sáng tiền gỡ nhỏ em mua cá còn dư đưa lại. À. Mặn chưa dòi, mặn dòi ta mới cho tiền. Mặn rồi người ta cho. Nhỏ vô kêu đừng mặn đó, nó kêu bỏ đi về cho nó không quay bà hết vô mặn nữa. À, vậy là có nghĩa là anh thì đi bán hai cứ. Cứ đầu tiên là bán để lấy tiền để chuyển thuốc mới cả chuyển chữa bệnh. Còn cứ buổi chiều là bán về để lo cho vợ con đúng không? Ừ, chiều về là ông, tính... cái bữa đó ổng bị nhức đi không nổi đó. Giờ cái hai cái giò ổng đi không có nổi. Giờ ổng nói sao hai cái giò ổng nhức đi không nổi. Giờ tôi kêu thôi ông mấy đi nhập viện. Ổng nói không có tiền. Ông nói không có tiền cũng lo đi cho ông đi mượn đựng cho ông nhập viện. Để lỡ mai nó nhức ngậu chỗ còn báo thêm nữa. À... bữa nay tới hai cái giò chả quá nhất đi không nổi luôn á, đi không nổi đúng luôn á mà vẫn chạy xe đi bán bánh mì. Ừ. Ông ba ông chủ sáng tôi điện ông đó, ông nói hôm qua nó bán không có được cưng ơ, giờ cái nó bỏ bánh mì rồi sáng này nó hơi bớt bớt đi bán rồi. Ừ. Có nghĩa là hôm qua là do anh mệt quá anh đi không nổi bán không được, ông nhất á chạy xe không có được. Ừ. Rồi bỏ bánh mì ông chủ lò ông đi bán. Ừ. Hồi sáng điện ông nói vậy đó. Ý là bệnh hôm qua bỏ bánh của anh lại bỏ bánh chú luôn. Lò đi bán luôn. Bữa đó cũng bỏ bánh tự nhiên tấu có ông ói. Ông bị bao tử, ba chứng bệnh. Sao đủ thứ bệnh hết ta? Ừ. Rồi cái ông ói, cái da ói hai lần, cái ông nói ông mệt. Cái đêm đó nói thôi mấy kêu thằng trắng chở đi nhập viện giùm. Không chịu. Cứng đầu lắm, đau mà kêu. Ý là có nghĩa là anh ấy thấy trong nhà không có tiền, đúng không? Cho nên ông thấy anh không có tiền á, giờ ông không có chịu. Ừ. Suy thận mà nặng mà chuyển sang tới chạy thận là mệt lắm á, tốn tiền lắm. Thì đó mình kêu giờ ông đi mua cái cũ người ta chỉ đi. Bây giờ chị có lo không? Có lo không? Lo sợ ông chết á. Ừ. Mà kêu ông không chịu hoài biết làm sao giờ. Ừ. Nói thôi giờ người ta chỉ ông cái cũ thuốc đó đi mua uống đi. Ừ. Giờ dặn đấy. Kêu chị ngồi lên cái cầu thang đấy chị. Vậy là có nghĩa là chị nói chồng nhưng mà chồng không nghe đúng không? Ông bởi vì không tiền, bởi vì là thứ nhất đi. Là không có tiền chứ không phải là ông nói không có tiền ông không chịu làm. Ừ, không giờ có tiền là phải làm chị đâu. Kêu ông đi lo để nữa nó que thận nó nặng mất chạy nước là chết luôn á. Bảo ông mà không có lo chữa bệnh là tôi kiếm ông khác ấy, kiếm ông khác. Tôi tưởng rồi dạ? Khổ quá. Có nghĩa là bán bánh mì với cả con thì con đi làm thì nó có đưa tiền cho mình không? Có đưa mà như kiểu làm đủ thì đưa thì đóng tiền điện cá mắm đồ như trước trả sau mượn nhỏ em nè. Ừ, gọi là tới chừng lãnh lương rồi trả là nó. Ừ. Như một ngày nó đi mặn cái mình đưa cho nó tiền 40 nó đi mặn nó ăn uống á, rồi có bắt đầu cái nó lãnh lương thì tiền điện tiền thuốc tiền này cho ổng. Ừ. Đó rồi không dạy kêu thôi mấy ông kêu hà tôi mượn hà nó đi mượn 200 đỡ đi, ổng nói nó mới mặn 2 ngày mà mượn tiền cái gì đặng cho ông mua cốc thuốc. Ừ. Ổng nói không tiền không chịu hoài đó. Ủa là chồng chị kém chị bao nhiêu tuổi ra ông chồng này ha? Dạ ổng ổng đó ổng nói 39 hay gì 38 là thôi chị mà tôi 58 thua chị 20 tuổi. Ừ. Có là chồng thì thua mình là 20 tuổi. Ừ. Là sống với nhau được mấy năm rồi chị nhỉ? 3 năm đó cơ. Mới có 3 năm này thôi. Ừ. Thì gặp nhau là về ở với nhau thôi chứ không có cưới hỏi gì hết. Không có cưới. Ừ. Nhưng mà chị thấy ông sao? Như chị thấy ông không có nhà cửa đó, thì thấy đồng nghiệp ưng ông chứ đâu. Ừ. Nhưng mà có thương không? Hả? Có thương ông không? Không có thương như. Ý em nói là có thương ông không? Thương mới ở không thương chờ. Ừ. Nhưng mà ông ấy làm gì mà chị thương ông dữ vậy? Như kiểu ông lo cho mình đó. Ừ. Hồi mạnh ông bán ông lo cho mình với lo cho thằng con, ông cũng thương con chị đó. Ừ. Thấy vậy chị thương ông. Có nghĩa là thấy ông thương mình mới thương con mình đúng không? Ừ. Ông nên... thương nhỏ nó mặn gì nó kêu mẹ ơi bà kêu ông uống thuốc để nổ nặng. Mà chị kêu uống thế nào
Có nghe nói không nghe hả? Không nói không tiền, không tiền. Bản giờ căn bản trong nhà cũng đâu có tiền đâu mà mua thuốc mua men đúng không? Vậy như ảnh là không cha không mẹ luôn hả chị? Cha mẹ chết hết trơn rồi. Anh em thì nạnh nay nó có vợ, nạnh nay nó ở đâu có ai. Mà từ lúc giờ chị ở với ảnh tới giờ có khi nào chị với ảnh về thăm anh em của ảnh không? Ông kia thì ở ngoài thành phố, còn cái ông kia bên khu 2 á, mà chị nằm ngoài chị đâu có như kiểu đau ốm, chị giờ cũng khớp rồi cái bị sụm lên nhìn xuống. Có đi đám giỗ ba mẹ ổng thì ổng đi. Ổng nói thôi để trung mình tôi đi bả nhà đi, để bà sụm tới sụm lui. Bên khu 2 chạy ngồi xe. Có nghĩa là từ hồi đó, từ hồi cưới giờ là cũng chưa về thăm gia đình nhà chồng lần nào? Có nhà nhưng, đâu thăm. Nhưng mà gia đình nhà chồng có qua đây thăm lần nào không? Có thằng Phong á, thì nó tới lui, nó đám giỗ trong nhà dì Bảy á, thì vô gặp nó cũng hỏi thằng anh á. Còn kia thì mặn ngoài phố mấy năm chợ ngoài không à. Như nạnh nay nó có ba anh em mà, con trai không à. Nạnh nay nó có vợ. Vậy là có nghĩa là bây giờ là giống kiểu là mấy ai người đấy sống thôi đúng không? Anh em thì ai có vợ. Nạnh nay nó sống đó, giờ không ai lo ai hết trơn, giờ không lo bản thân ổng. Dạ. Bột giác thôi á, hồi sáng giờ kêu nó luyện, nó không luyện. Vậy là có nghĩa là sống với nhau mới được có 3 năm nay thôi. Nhưng mà từ cái hồi mà sống với nhau 3 năm nãy giờ chị thấy là có lần nào mà hai vợ chồng gây lộn không? Không gây lộn, gây lộn mà ông bỏ đi cũng ông về. Là bỏ đi lâu không? Hả? Bỏ đi lâu không? Ba ông bữa thì hai bữa ông có đi hai ba bữa luôn. Hai bữa. Có thì ông giận quá thì ông hạ xuống thì ông về. Chứ không đi luôn. Ông nhưng mà lúc mà ông đi chị có lo không? Lo, như hồi đó ổng không bệnh mình không lo, bây giờ ổng bệnh mình sợ ổng đó, giờ không thuốc anh ấy bị bệnh từ khi nào chị? Hả? Anh bị bệnh từ khi nào? Đúng là ấy. Anh ấy mắc bệnh từ khi nào, từ hay là trước khi lấy chị? Hồi cấp ổng lấy chị ổng còn mạnh lắm, mập đẹp trai lắm. Bây giờ ổng bệnh mấy tháng sau này nè, ổng bệnh đó. Chị xài anh không hào quá. Như bán người kiểu ăn ổng về tới 10 giờ mới ăn cơm không đó, rồi lúc nào bao tử rồi. Có nghĩa là ăn uống thất thường đúng không? Thất thường. Không có chịu ăn uống. Bán ổng nói quằn cho mau hết đó, mà 10 giờ mà còn mấy ổ đó. Có hôm nào anh về sớm không? Nhỏ cháu hả? Có hôm nào anh về sớm không? Như kiểu bán ế thì cứ thi trú lò người ta tiếp vô chút đỉnh, còn mấy thì mình chịu hết. Giống kiểu bị lỗ hỏi hả? Hỏi tiền đắp vô. Hỏi tiền đắp vô. Giờ em hỏi thật, bây giờ hai vợ chồng có nợ nần gì không? Hả? Hai vợ chồng bây giờ có nợ nần gì ai không? Làm gì? Hai chồng chị có nợ nần gì ai không? Có, thiếu nợ người ta đó. Thiếu nhiều không? Ai biết được đâu, ổng bán ế rồi cái ổng hỏi ổng đắp vô. Ý là cái phần của chị kìa, chị có thiếu không? Không, chị không có thiếu. Chị không thiếu ai hết, nhưng mà ví dụ như anh nợ anh có về không nói gì à? Ổng nói như bán bánh mì ế rồi xe hư, giờ cái ổng lấy tiền bánh mì đó ổng sửa như xe hông ra hư đó, giờ cái bể vậy là bây giờ đang thiếu khoảng bao nhiêu? Mà bây chị giờ biết không? Theo chị độ là đã thiếu khoảng bao nhiêu? Ổng thiếu là 4 triệu đó. 4 triệu là thiếu tiền sửa xe bánh mì đó kia, bánh ế bánh đồ đó hả? Bốn triệu mua đồ vô sửa xe với ổng hỏi tiền ta đó, tiền đứng á. Hỏi 4 triệu ngày đóng là 40 gì đó. Trời trời đã không ăn rồi còn lại đi đóng lời nó chết chứ đó. Nó rơi vào tình thế thứ nhất rồi, tình thế ấy một lần bánh ấy. Rồi mình, một lần 40 ổ 30 ổ không đó, đâu có trả đâu được đâu, mình chịu. Đó giờ đẻ vậy đó, giờ mà ổng lo ổng góp tiền chị kêu mua thuốc không chịu. Có nghĩa là để dành để tiền để trả cho người ta chứ không có không có mua thuốc đúng không? Lấy chữ tính à. Lần bán bánh mì lạc phải không, cái ổng đổ qua bánh mì sữa mà trong thùng như thùng kem vậy đó. Cái đầu để sữa người ta mặn có sữa vô chấm cái bánh mì nhỏ nhỏ vậy nè. Bán ngày đầu ngày sau nó ơi ấy nguyên thùng đem về cho bò. Rồi chuyến sau cái ổng đổ qua cà lem. Một ngày bán cho mày tới tấu không lợi đồng bạc nào, đủ tiền trả cho tiền kem hết. Giờ tiền công tiền xăng của mình là coi như xong đấy. Xong rồi đó. Sao mình không bán một cái gì khác hay như thế nào vậy chị? Ông nói biết mặn gì, giờ bán bánh cam cũng ế một lần. Ông đủ thứ bánh hết trơn, ông bán đủ ế và con bắt qua bánh mì. Có đợt đi bán vé số nữa đúng không? Bán vé số nữa. Bán vé số. Bữa hổm đợt đó ông bán mà trời mưa trễ đó.
ới đầu 200 mấy đó. Về thiếu góp là 200 mấy là 200 mấy chục ngàn, là 2 triệu mấy. 2 triệu mấy đó. 200 mấy tờ. Giờ cái bắt đầu thiếu lại bà chủ số góp ngày 30 ngàn dứt á. Vậy là góp mới hết. Góp ngày 50 chứ. Giờ mới dứt á. Dứt xong bắt đầu mới chuyển nghề đấy đúng không? Dứt rồi mấy ổng mới chuyển nghề qua bánh mì. Có ai lại kêu ổng bằng bánh mì Thới thì ổng Thới được đêm. Giờ thợ bánh mì nữa. Ổng biết làm bánh mì luôn. Ổng thợ nữa đó. Hồi đó ổng không đau, ổng mằng đủ thứ nghệ hết trơn. Mà bây giờ ổng đau và cái hơi yếu lại chạy xe không nổi. Mấy ngày nay kỳ cục, hai cái giò ổng tự nhiên nó túm đi không nổi. Hôm qua ông ba nói bỏ nguyên bánh mì ổng đi bán, nói nó không đi nổi rồi biết làm sao giờ. Giờ sáng này ổng lấy ông bán đó. Tôi điện ông ba nói nó đi bán rồi. Hôm qua nó bán không nổi, nó đi không nổi, giờ nó bỏ bánh mì. Có nghĩa là hôm qua bán không nổi nhưng không dám lấy vợ. Để bánh mì ở bên đó nhưng mà vẫn đi. Bắt đầu là đến hôm nay bắt đầu sang là giống phải đi lấy thì bán bù. Hôm nay là giống phải đi bán bù cho mọi ngày đấy đúng không? Thấy chồng vất vả vậy cũng thương ha chị ha. Nhưng, có sót không? Hả? Sót không? Tính chiều nay nè, điện ông ba kêu ổng về đi, đặng chị đi hoàn tiền, đặng chị mua cho ổng mua cái củ thuốc đó ông chừng. Hoàn tiền là cái gì chị? Như mượn người ta. À đi mượn hả? À mà chị tính mượn bao nhiêu? Chị muốn mượn, ổng nói củ thuốc đó 200, chị tính mượn 200 mà. À có nghĩa là đi mua vừa đủ cái thuốc đó thôi. Có 200 ngàn. 200 ngàn mà đi mượn hả? Rồi mượn. Nhiều khi không có đồng bạc nữa. À. Giờ ở sớm người ta cho gạo rồi ăn không à. Dạ dạ. Có nghĩa là chiều nay là chị đang tính là đi vay 200 ngàn để mua thuốc cho chồng uống đúng không? Nhưng mà không biết vay ở đâu đúng không? Rồi thường là chị hay đi vay ở đâu? Mượn nhỏ em ngoài à. Giờ chị cái, qua bên này được không chị? Nhỏ em nó cũng để kêu nó luyện bột giác thôi. Yeah. Mượn nhỏ em, nhiều khi nhỏ em nó cũng kẹt tiền nữa đó. Rồi là mượn nhỏ em. Rồi khi nào có tiền trả cho nó đúng không? Như đó thì con lãnh lương thì trả lại cho nhỏ em. Con trai lãnh lương xong lại trả cho nhỏ em. Tính nhà hai vợ chồng nó cũng vất vả ha. Lấy nhau, cái người chồng trước lấy về có vất vả như vậy không chị? Chồng trước như kiểu ổng chị đâu có lo cho chị được đâu. Chị đẻ là ở sớm cho tiền với trên ngoại với bà má đồ đi lo không á. Chứ bên chồng cũng nghèo nữa đó. Dạ. Chồng trước cũng khổ lắm, không được như lo như ông này. Như kiểu ổng vậy đâu, ổng đâu có biết cái gì đâu. Có nghĩa là chồng trước đã khổ nhưng mà không chịu làm. Còn chồng ổng này thì... như kiểu ổng bệnh mà ổng đi mua đồ mũ. Rồi mấy chuyến trước ổng mua được phải không? Mấy chuyến sau ổng muốn bệnh lại chị xanh nhỏ da nó đứng chừng chừng là chưa biết đi nữa. Là ổng muốn đau lại cái đầu đưa tiền như ổng quất hết trơn, ổng hỏi thấy lời ổng thấy vốn luôn. Cái chiều gì nó không đương tiền đâu, cái ổng nói chiều đi tấu đi là một ngày đó ổng ăn hết tiền luôn. Ăn chồng trước á, chồng trước á bên vấn đề thần kinh. Còn ông chồng sau này thì trong người có bệnh bệnh vậy là có nghĩa là sao lấy hai người chồng. Lấy hai người chồng người nào cũng cũng là người ốm người bệnh người nhưng mà ai cũng nghèo ha. Bởi nhiều khi chị nằm đêm nó thờ hay biết gì ở gì có chồng chi mà khổ. Giờ ưng ông trước cũng đau và tới ông này cũng đau giàu thêm rồi. Đi xài đầu hao quá mà. Nhưng mà căn bản là chị biết sao không, cách chắc là do cái duyên phận, cái số phận đúng không chị? Chứ nhiều khi mình cũng đâu. Nhiều khi ổng nói vậy nè, tôi mắc nợ bà, mấy người kia người ta lành lẽ chịu ổng mà ổng chịu, ổng chịu tôi. Ông sao này nè. Có nghĩa là nhiều người chịu anh ấy nhưng mà anh không chịu. Nhưng anh lại chịu chị đúng không? Mấy ngày trước á, thương ổng người ta ấy đó mà ổng không chịu, mà ổng chịu tôi. Ổng nói tôi mắc nợ cho bà, tôi trả cho nợ cho bà hết rồi tôi đi. Thành ra cháu chết hoài à. Cái tôi nói thuốc men không lo uống mà nó chết chết hoài. À, có nghĩa anh hay nói quả hả? Anh cứ nói vậy chứ lại nói sao? Gọi là ông nói chối chắc tôi chết trước bà quá. Chung mình tôi giờ quá yếu rồi, tôi nói đau mà không chịu trị thuốc rồi lấy gì bớt. Ai chỉ thuốc gì mình kêu đi ấy đi, cái nó không tiền. Đó, nói không tiền tôi lo cho ông mà không chịu. Rồi có nói đi bán. Có nghĩa là cứ chăn trối với chị hả? Chăn trối nói là chắc tôi đi trước hả? Chắc tôi chưa đi trước bà. Nghe anh nói về chị sợ không? Sợ sao không sợ. Không như tối hai đêm nay ngủ được đâu. Sợ anh chả ở bển đi, chả đau rồi không ai. Ủa là tối anh có về nhà không? Ông nói mệt quá, ông bên nhà trọ bển á. Ủa là có nhà trọ nữa hả? Có, ông mướn nhà trọ ngày 20 ngàn.
Tại mướn nhà trọ đó gần cái chỗ bán. À gần cái chỗ bán bánh mì, sao nó ở bên đó? Đó là nó lấy gần. Tại đi giấc còn phía. Còn ở bên đây thì 3 giờ phía ông đi chạy qua bển thì có khi đò nó chạy lâu đó. Loại chạy dàm này nó qua lâu lắm, giờ cái ông đò. Vậy là qua bên Hồng Ngự bán à? À vậy là qua bên đây lấy bánh mì xong bán ở bên đó. Xong là mấy ngày mới về một lần? Như 3-4 ngày cũng diện lần. 3-4 ngày về một lần. Rồi như vậy chị có gan không? Nhiều khi ảnh ở bển kiếm mặt khác không chừng. Cũng phải ổng chân qua là học cấp ổng còn mạnh á, mà ổng chân qua là người ta ghẹo biết, nhưng mà ổng không chịu. À nhưng mà ổng chịu mình rồi đúng không? Vậy là bây giờ là mình tin tưởng 100% vào ổng đúng không? Ừ. Thế em nghĩ là chắc anh ấy, nhưng mà mấy ngày anh ấy về một lần? Như có khi 3 ngày, có khi 4 ngày cũng gì. Ừ. Vậy là cứ gọi là cứ đi 2-3 ngày thì đấy, có tiền bắt là về đưa cho vợ hả? Có đưa cho vợ không? Đường trăm mấy. Cứ đi 2-3 ngày về đưa trăm mấy. Tại vì ông bán đâu có nhiều đâu, có khi mệt quá ông nghỉ, ông bán cái sáng không. Còn nói chung là bán cái nghề bánh mì đấy, xăng cộ nọ kia ăn uống đi thì một đường đó, 2-3 ngày mới đưa được trăm mấy là cũng lo lắm ấy. Sáng là được có 100 mấy à, cái bắt đầu cái bữa đó điện ông kia vô nước biển với sức thuốc bổ dưỡng cho ổng hết 100 mấy. Dạ. Giờ có lợi gì đâu. Giờ ổng bán là tiền thuốc cho ổng không đó. Ừ. Giờ không đau. Chứ giờ em mới nghĩ bán bánh mì như vậy thì lời đâu bao nhiêu đâu đúng không? Một ngày thì ví dụ nguyên tiền ăn, tiền xăng, tiền cộ nó kia cũng đã hết tiền rồi. Tiền xăng ăn uống là hết trơn rồi đó. Nhưng mà dồn dồn lại cứ được mấy trăm lại mang về đưa cho vợ 100. Ví dụ dồn được 2-3 ngày chứ quên. 2-3 ngày là mang về đưa cho vợ 100. 100 mấy à? Thế thương ha. Ừ. Bây giờ giả sử như có một điều ước, chị ước cái gì? Ước giờ chị bệnh cho ổng cho ổng hết với chị bệnh cho chồng hết khỏi bệnh hả? Có tiền chị bệnh cho ổng. Giờ cái củ thuốc đấy là mua ở đâu chị? Trên nhà bàn cho nó. Đi mãi lên như đó. Rồi vay 200 mua thuốc xong rồi lấy tiền đâu đi lại? Ổng nói tôi, ổng nói sư phụ ổng chỉ đó, giờ ổng nói củ đó hay lắm chừng đấy là. Bây giờ mình ví dụ mình giả sử bây giờ mình ra mình đi vay 200. Rồi bắt đầu là ai mua về cho mình hay mình tự đi mua? Tự mình ổng đi mua. Tự đi mua rồi xe lấy tiền đâu đổ xăng? Tiền bánh mì bán đó giờ lấy tiền đổ xăng đúng không? Còn giờ chỉ có vay mỗi cái tiền để đi mua cái đó thôi, 200 ngàn. Mà vay đâu qua nay đã đi vay ai chưa? Chưa, nó tính vậy chưa có đi. Tính thôi chứ chưa vay đúng không? Đợi ổng về mấy mượn cho ổng đi giấy. Tính ngày nay. Rồi bây giờ ngoài cái 200 ấy ra chỉ cần cái gì nữa không? À. Ngoài cái 200 ấy ra cần cái gì nữa không? Mấy chú giúp đỡ thì tôi mang ơn. Là ý là bây giờ chị đang mong muốn cái gì chị cứ nói ra cho em nghe thử coi. Giúp đỡ cái gì? Mong muốn cái điều gì? Muốn có tiền nhiều nhiều cho ông đi khám bệnh đó đó. À để muốn có tiền nhiều nhiều cho ông đi. Rồi ông phải thận thi sẵn không với khô khẩu đó. Mà muốn nhiều nhiều là muốn bao nhiêu? Bây giờ khoảng bao nhiêu thì được, khoảng bao nhiêu thì được? Chắc 1 triệu quá. Chắc 1 triệu luôn hả? Đó, dữ vậy. 1 triệu cũng không được thì thôi. Giúp thì giúp ít cũng được. Ý là có nhiều giúp nhiều đúng không? Ý là mình nhiều giúp nhiều. Đấy là mình đang mong ước vậy thôi đúng không? 1 triệu nhưng mà có nhiều cũng được. À. Mà hay là bây giờ là chỉ có tính là có tiền để lo cho ông thôi, không tính lo cho mình hả? Chị thì chị uống thuốc, là chị có ai kêu đi màng chị uống thuốc nên cho là chị đi được. Còn có ổng bệnh nặng còn đó. Chị không uống thuốc là chị đi cũng không được luôn. Không uống thuốc là đi không có được. Nó sụm cái giò ngay đây nè, nó sụm. Mà chị cho em hỏi nè, ví dụ là 1 triệu chị làm mà để nó khi nào mà nó dư được 1 triệu là tốn thời gian bao lâu là được 1 triệu? Em hỏi thiệt chị. Có Tết á, Tết chị đi dẹp nhà có chừng 6 cái nhà mới được 1 triệu. 6 cái nhà? 6 cái nhà mới được 1 triệu. Nhưng mà ngày thường nè, ngày thường chị làm ngày bao thường, nhiêu mới được 1 triệu? Ngày thường chị họ làm họ được 1 triệu. Không được 1 triệu hả? Có khi người ta cạo gió thì người ta thương người ta cho 50, có khi 20. Rồi có kêu mặn đung đung thì ngày được 200. Còn có cái bữa nào không ai kêu là không có tiền. Có ngày nay bà này mặn cho bả nè. Em hỏi thật này, từ cái hồi mà sống cùng với chồng đến bây giờ này, hai vợ chồng cái là thời điểm mà nhiều tiền nhất là bao nhiêu? Không khi nào được có thi 500 mà rồi cái đầu quay qua ổng đau rồi cái gọi đó. Ý là từ khắp giờ hai chồng sống chung giờ dư nhiều nhất là 500 ngàn, không hơn nữa. Không có dư. Không kiểu có dư. Ý là lúc đó lúc nào mà để cấp trước có tiền. Thì dư nha, cấp sau này ổng đau là mặn nhiêu tiền. Ý là thuốc. Nói cái lúc đầu kìa mà lúc mà chưa bệnh á là dư được 500. Dư nhiều nhất là 500 ngàn. 500. Từ 500 đấy xài đâu, xài gì rồi?
Năm trước gạo khóc rồi à. Không ai cho gạo thì mua gạo. Ừ. Rồi cái gì vậy? Nghe thấy thương không? Dương nhiều nhất là trong trong ngàn. Vậy là cái thời mà có chồng trước đây thì có lần nào mà dư được nhiều không chị? Chồng trước. Cũng không dư luôn. Chồng trước. Từ hồi đó giờ từ nhỏ đến lớn thì chị cầm số tiền lớn nhất là bao nhiêu? Chị nhỏ nước chỉ là con cháu với anh chị em xúm lại cho tiền người 500 thì cứ thi được 1 triệu là chị mừng lắm. Nhưng mà nhiều nhất trong cuộc đời chị là chị cầm trong tay là 1 triệu là nhiều nhất. Phải không? Là hồi đấy con cháu nó cho tiền gì hay là nó mến như nó cho? Như Tết gì nó cho. À Tết về lấy gì thôi đúng không? Tết gì cho. Hồi cấp chị chưa có chồng thì nhỏ cháu nó gửi gì cho hoài à. Giờ bây giờ mẹ nó bị xe đụng, giờ nằm ngoài Long An, nó mới đụng ở đây 5 ngày à. Đứt ruột, rồi gắn ruột lại, giờ bây giờ người ta theo dõi cái đầu mới bị méo nữa. Dạ. Giờ bây giờ bà đỡ rồi. Giờ mắt mẹ nó bệnh. Vậy là có nghĩa là từ cái thời mà lấy chồng từ chồng 1 cho đến chồng thứ 2 đến giờ là chưa bao giờ mà cầm được trong tay nổi quá 2 triệu đồng đúng không? Chồng trước hả? Báo mẹ chị á. Báo luôn hả? Rồi con sáng khách bao đi mua đồ mũ đó, cái ông nói mua đồ mũ chị đưa 30 ngàn thì cũng ăn hết trơn. Giờ cái về mẹ chị nè nấu cơm cho chị ăn, không có cấp đẻ nhỏ đó, bà nấu cơm bà bưng qua cho ăn. Báo mẹ chị là nhiều đó. Bên chồng. Vậy là có nghĩa là chồng trước là đã không lo được còn báo nữa đúng không? Ủa rồi thằng con của chị là nó đi làm được bao lâu rồi? Nó làm mấy năm nay rồi, tính qua Tết nó ra thành phố nó mặn đặng kiếm tiền cắt cầu tiêu máy. Là cái gì? Cắt cầu tiêu máy, cái cầu. Cầu tiêu á. À cắt cái cầu tiêu hả? Toilet á. Cái cầu ấy giờ bao nhiêu tiền? Không biết nữa chị, hồi đó giờ đâu có biết đâu. Bây giờ cũng nhiều à, 10 triệu á. Giờ chị đâu có biết đâu. Có nghĩa là bây giờ đang ao ước là giống kiểu là thằng con nó đi làm nó có tiền rồi bắt đầu nó phụ cho mình để mình. Nó nói gì nè, nó mẹ cho con đi đi. Con đi rằng con kiếm tiền về gỡ cho mẹ cắt nhà cầu. Để con mặn ở đây không có dư, ngày có 120 nấu ăn uống đốt tiền điện cái hết rồi. Ăn uống tiền điện mới gỡ tiền nó đi lại tiền ăn trưa ăn sáng nữa đúng không? Là hết tiền rồi đúng không? Là không có giờ, dư được. Nó trúng tuổi ví dụ hổm dài đi khám đợt khám đóng tiền hết lần rồi đó, đóng 400. Rồi cho em hỏi này rồi chồng của chị bây giờ là nếu mà đi khám bệnh là hết khoảng 1 triệu hả? Mình đoán vậy thôi tại vì mà ổng còn ta xuống dưới đã thử máu làm tùm lum hết trơn. Có nghĩa là giờ đi khám mà 1 triệu thì em sao không đủ á? Không đủ. Đi khám sao 1 triệu còn đủ được? Không nhưng mà chắc ở đây dùng qua chắc 1 triệu có thấy. Khám là khám ở bệnh viện hay là khám ở khám dưới huyện mình nè, bệnh viện á. Khám dưới bệnh viện. Thứ dưới mấy bà nói ở đây thì ở đây thì đơn giản thôi. Ở đây thì rẻ. Cứ nếu mà lên thành phố là 1 triệu sao mà ở đây mấy bà nói ở đây thì rẻ. Rồi là đi khám bệnh viện làng thôi chứ. Như ổng đi chụp hình với cơ thể bị suy thận mình chạy, ổng chỉ hốt thuốc nam, ổng chưa khám bệnh mà ổng đi hốt thuốc nam, nó ông thầy thuốc nam nó bị suy thận tại vì uống tầm bậy vào là nguy hiểm nha. Từ giờ tưởng đâu bác sĩ nói gì nó chị bởi vậy mấy bà mới la chị nói hoài chị nói sao ông không đi khám. Phải khám mình biết bệnh thì mình hắn uống thuốc. Bởi vậy chưa biết bệnh thì đừng uống. Nhỏ cháu bữa đó nó điện nói bà kêu ổng đi khám đi, ổng nói đi khám mà không tiền sao đi. Ổng nói đi khám thì được rồi không tiền sao, bà kêu tôi đi khám hoài à, nói chứ ông không đi khám, ông nghe lời ông thuốc nam nó bị suy thận. Trời ơi, tụi nó bác sĩ hay gì nghe ông thầy lang. Mà hỏi chị là nếu mà có tiền là chị chở anh đi khám liền hay gì? Thì có tiền thì đi liền. Ôm ổng đi là luôn, bỏ xe. Trời. Giả sử mà có tiền thì khi nào đi khám? Đi? Thì có tiền thì ngày mơ kêu ông đi. Mơ kêu ông đi phải không? Rồi từ nãy giờ em nghe là chỉ có thấy chị nói là lo cho anh thôi chứ không thấy lo gì cho chị ấy. Sao chị không lo gì cho bản thân mình hết rồi vậy? Chị có lo bản thân như kiểu ông mằng ông nuôi mình hồi đó giờ. Có nghĩa là trước nay là ông làm muốn lo cho mình đúng không? Dạ. Cho nên bây giờ mình thấy ông bị bệnh như vậy là mình cũng phải lo cho ông đúng để không? Để người ta nói mình đây chồng mà chứ mặn nuôi bây giờ chồng đau mà. Không bỏ không nuôi đó mình sợ vậy chị tại vì chồng trước chị cứ bị nói rồi nói bỏ chồng cái hoàn cảnh gì chị mới kêu ổng về chển. Ỉa là ỉa kẹt nhà không chị hốt không nín nở có hốt không sao chịu nổi. Giờ ổng hút thuốc nhà cái ổng hút thuốc cũng liền thí đại một lần cháy cái cột luôn la làng lên đó. Cái đầu nhỏ em ấy chị sáng vậy là nói chung là chồng trước là không giải quyết được vấn đề gì đúng không? Chồng trước là như vậy là có nghĩa là chị cứ hối chồng đi khám bệnh nhưng mà chồng thì cuối cùng là cứ kiểu là không chịu đúng không? Nó không tiền
không có tiền đúng không? Ừ. Bây giờ hôm nay em xuống em báo cho chị một cái tin như vậy này. À, thì cũng có người cho chị một số tiền. À. À, thì nói chung là cái tiền này á là chị không biết là chị có muốn là lấy tiền để đi cho chồng đi chữa bệnh hay không, hay là làm việc gì đấy, thì đấy là việc của chị. Nhưng mà chị biết được bao nhiêu không? Đi chị bệnh cho ổng cưng. Ừ. Thì còn thì cho... 1 triệu liệu còn dư không? Hả? 1 triệu liệu còn dư không? Yeah. Bây giờ giả sử như có một khoản tiền ví dụ như tầm 7-8 triệu đấy, chị làm gì? Chị làm gì? Thì cho ông làm vốn, ông muốn bán. Ồ, vậy hả? Sao chứ không nói gì cho mừng không? Nhưng mà nếu mà có số tiền đó chị mừng không? Mừng không? Mừng. Mừng. Còn thôi. Như thì chị để hậu thân chị. À, để hậu thân hả? À. Là đưa tính lo cho chồng ấy, lo cho chồng lo cho ông vốn, đi chị bệnh, còn nhiêu chị để hậu thân. Ừ. Ừ, để mai chị có già yếu đau rồi đó, chị có tiền chị bệnh. Dạ, thôi nói rơi mấy chị vậy thôi. Hôm nay thì em tới đây thì hôm trước em chia sẻ về clip của chị á, thì cũng có một gia đình Mạnh Thường Quân này có gửi cho chị ít tiền. Đó chính là gia đình anh Lam và chị Julie. Đấy, chị Julie và anh Lam ở bên Mỹ á. Đó, thì có gửi cho chị là 300 đô. À, 300 đô thì tương đương với đô 25,2 là tương đương với 7.560.000. Là của chị Julie và anh Lam. Cái này là gia đình ở bên Mỹ gửi cho chị 7.500. Quá mừng. 60.000. Mừng không? Mừng quá mừng. Cảm ơn em. Còn dữ không? Có bao giờ cầm được số tiền nhiều như vậy chưa? Chà, hồi nào giờ chưa cầm được số tiền giờ dùng luôn. Đổi ra cả. Quá mừng. Có tiền ổng đi trị bệnh với chị để hậu thân chị. Dạ, vậy chị cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị gì? Anh Lam và chị Julie. Cảm ơn chị anh Lam với chị Thu Lê hả? Julie. Julie. À, số tiền này thì bây giờ là có nghĩa là em thay mặt chị Julie, gia đình chị Julie và anh Lam gửi đến cho chị là 300 đô ha. 300 đô thì em tính ra là được 7.560.000 ha. Thì cái này là để cho gia đình làm vốn, hay là ví dụ như hai vợ chồng chữa bệnh hay làm gì đấy thì cho ông đi khám bệnh với làm vốn. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình tiêu xài như thế nào đấy thì tiết kiệm để mà ví dụ như thế mình dạ chị biết ha. Lúc nào mình cần thì mình tiết có cái để xài ha. Có nào khó khăn dạ. Cho ổng đi trị bệnh chứ làm vốn á. Dạ. Rồi bây giờ em đếm tiền cho chị ha. 2 4 6 8 10 là 1 triệu này. 2 4 6 8 10 là 2 triệu này. 2 4 6 8 10 là 3 triệu này. 2, 4, 6, 8, 10 là 4 triệu này đúng không? Ừ. 2, 4, 6, 8, 10 4 rồi đúng không? 5 4, đúng không? 5 5 này. 5 này. 6 giờ mới cầm cái tiền lớn đó Tài. 7 triệu này. 7 triệu 500. Ừ. 500 à, 60 ngàn đúng không? Ừ. Đây em đưa chị luôn tờ 100 luôn ha. Ừ. Cảm ơn hai okay em chưa? Cái tiền này là của anh Lam và chị Julie gửi cho anh, chị. Anh Lam chị Julie hả? Anh Lam và chị Julie ở bên Mỹ á. Nói không được. Dạ dạ. Chị gửi lại cảm ơn gia đình anh Lam được rồi. Cảm ơn gia đình anh Lam giúp cho em số tiền. Cảm ơn anh Lam. Dạ. Yeah. Rồi có tiền là bắt đầu về kêu chồng đi mua thuốc chữa bệnh đi nha, đi khám bệnh đi nha. Ờ kêu uống về đi khám bệnh. Hai vợ chồng là được giúp đúng cái lúc mà cần giúp đấy, đúng không? Cảm ơn hai em dữ lắm á. Dạ. Quá thấy mừng rồi. Dạ. Thôi thì cũng nói chung là cũng thấy anh chị sống với nhau hạnh phúc thì bọn em cũng mừng, bọn em cũng chia sẻ thì chia sẻ lên thì được anh Lam với chị Julia giúp đỡ thì cũng quý cho mừng cho gia đình ha. Dạ. Thì quá nếu có mừng. Dịp nào đó thì em sẽ tới em thăm sau nha. Thì hôm nay mình tới thăm chị là chị Sen. Chị Sen. Và anh tên là gì nhỉ? Sen nha. Anh chào chị. Na. Anh Na. Sen Na. Sen Na. Mặc dù là chênh lệch nhau là 20 tuổi, hơn 20 tuổi nhưng mà sống với nhau khá là hạnh phúc và yêu thương nhau nha các bạn. Thì hôm nay mình tới để chia sẻ về cái cuộc sống của anh chị cho mọi người cùng biết. Và bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Chị muốn đá gì uống đi. Dạ, được rồi chị.